never failed before. When you're on the scene, it can only mean that justice is guaranteed. Hear the mighty roar of the Dino call. Racing, chasing, you have never felt so alive. Booming, vrooming, zooming into overdrive. When you hear the roar, you know what's in store. Five friends, fights and more. Go, go, Dino call. Để thử xem. Oh, wow. Wow, thì không thể tin được, bong bóng diệu kỳ. Kỹ thuật ấn tượng đó. Mấy đứa pizza giao đi có rồi. Nè Kaya, không biết bánh ngon cỡ nào đâu. Tất nhiên rồi, tôi là thiên thần bóng tối Kaya của hành tinh Dino. Và tôi có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ bất kể ra sao. Ừ, cả thua cuộc với thầy Rex. Ý là sao vậy? Hey, nè, chúng ta là bạn rồi mà. Xin chào. Để con cho. Ồ, cảm ơn nha. Đừng về trễ đó nha. Đừng có ở đó mà ra lệnh cho tôi. Dâu cậu chủ, mà muốn đi với. Cậu nói đi, sao hôm nay cậu khó chịu vậy? Là tên Fred đó, hắn không bao giờ trưởng thành. Đắc Nô lừa hắn đến như vậy, bây giờ vẫn xem Kaya là bạn. Dâu, cũng có thể là cậu đúng, nhưng cô ta làm được gì đâu. Cô ta mất hết sức mạnh rồi. Nhưng mà chúng ta không thể bất cẩn như vậy được. Ồ. Cái gì? Chuyện gì vậy? Chúng ta mau đi xin thử. Mình biết rồi, tới lúc rồi đó. Chuyện gì vậy? Thả tôi ra. Thả tôi ra. Sao tôi lại lên lực như vậy? Có chuyện gì vậy? Tôi bị kẹt Cậu đúng lúc lắm đó. Cậu coi mấy cái này tuyệt vời chưa? Chỉ là... sao nó không thể bể vậy? Vui ghê. Rex, làm ơn chờ mình với. Cậu ấy không ra được. Nhức đầu quá. Sarah, thôi cậu nữa hả? Cả mình cũng vậy. Còn đang vui quá đi. Nè, cậu giống như phi hành gia đó. Ủa? Khoan, cậu coi chừng. Mông của tôi. Xin lỗi nha, mình xấu hổ quá. Mà thôi bỏ đi, cậu biết chuyện gì không? Được rồi, mau đi săn thôi, bọn chúng thua chắc rồi. Bong bóng diệu kỳ là số 1. Cái này có lẽ là... là viên đá thiên hà đó. Viên đá thiên hà? Chắc có thứ gì đó đã rút năng lượng của viên đá. Thiệt sao? Chúng ta phải tìm ra được thứ đó, bất kể là ở đâu. Sao nó lại tạo ra những quả bóng này chứ? Ba mình gọi điện thoại nè. Bóng bóng bể trời. Cái này cũng vậy nữa. Đừng lo Rex,
mình sẽ cứu cậu. Cậu làm cách nào hay vậy? Đó chính là sức mạnh của tình yêu. Sao chú ấy lại gọi? Chuyện gì vậy? Mau xem thử đi. Mau đưa cho ta. Đồ hung dữ. Cuối cùng cũng tìm thấy. Với viên đá thiên hà này, chúa tể Cosmosaurus sẽ trở thành bá chủ đích thực của vũ trụ. Mau đưa viên đá thiên hà đây. Sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Đổi lại, ta sẽ lấy luôn cả viên đá thiên hà của ngươi. Tới lúc hợp nhất rồi. Mau làm thôi. Chuông báo khởi động. Tyranno biến hình. Stintosaurus. Sẵn sàng hay chưa? Bắt đầu săn mồi. Cô ta càng lúc càng đáng sợ. Cậu phải cẩn thận đó. Cô ta vừa đem Giza Stintosaurus ra. Vậy hả? Nhưng nó không phải đối thủ của mình. Cho bọn chúng thấy sức mạnh của ngươi đi. Stintosaurus. Lần này không xong rồi. Nó đã nạp viên đá thiên hà. Bây giờ có khả năng tạo ra bong bóng. Được rồi, đi thôi. Bong bóng xoay tròn, xoay tròn. Hả? Ha ha ha. Chỉ là bong bóng thôi mà. Bị kẹt rồi. Ha ha ha. Không ngăn được ta đâu. Nè, giờ đã. Hay quá. Hả? Nó làm mình bật ra rồi. Giờ đã rồi. Hay. Cái đó. Cố đem rực lửa. Nó nổ trong bong bóng rồi. Nè, cậu nghe tôi không hả? Nó không phải là bong bóng bình thường đâu. Chơi chưa đủ vui sao? Hay là thử mưa bong bóng xoay tròn đi. Coi chừng, tránh ra. Cẩn thận. Không sống rồi. Bong bóng ở khắp mọi nơi. Điệu nhảy thú vị đó. Nhưng bữa tiệc kết thúc rồi. Xin chào Saurus. Ôi không. Chóng mặt quá. Có sao không? Có sao cân? Cậu có sao không? Chóng mặt quá. Các cậu sẽ hại. Phải có cách nào khác chứ? Cứ để cho mình. Ngươi sẽ phải chịu trừng phạt vì dám đụng tới Dress. Đây là điện thoại tình yêu to bự. Hả? Sao không được? Cô nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy hay sao chứ? Có chuyện gì vậy ba? Con không sao. Con chỉ đang dở tay bảo vệ trái đất cùng với thế. Bong bóng sẽ nổ khi mà điện thoại vang. Mọi người đã hiểu rồi chứ? Là độ rung đó. Nếu như chúng ta tạo ra độ rung thật nhanh thì có thể dò được tần số thích hợp làm bể bong bóng đó. Đúng rồi ha. Mọi người, tới lúc trình diễn khả năng của mình rồi đó. Các cậu đùa sao? Đó là việc của ma mút mà. Lên nào ma mút. Mau thể hiện nhịp điệu đi. Sao lại như vậy? Ngươi chọc đi ta rồi. Cái đó vô ích thôi. Siêu tập âm. Số bong bóng đã bể hết rồi. Hara, mau đầu hàng đi.
Bắt ra kẻ săn mồi sẽ không bao giờ đầu hàng. Để coi bọn nhóc các người thích thấy không. Bong bóng khổng lồ. Wow, sao nó bự vậy chứ? Sưu tập âm. Không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa nè. Tấn công đi. Bạn có viên đá thiên hà để làm tăng thêm sức mạnh. Thử dùng Mazungasaurus xem. Nào, Mazungasaurus. Đá thiên hà biến hình. Hãy kiếm ánh sáng kết hợp siêu rung động. Cú chém tiêu phóng đại. Không thể nào. Các người sẽ phải trả giá. Tuyệt vời lắm Greg. Tuyệt vời lắm. Chúng ta lại thắng rồi. Cũng nhờ viên đá này. Có gì vậy? Nhìn kìa. Lại là ngươi. Ta nhớ ngươi lắm. Ta lấy viên đá này coi như một kỷ niệm. Sao hắn dám? Việc hắn quay lại là một hành động thật ngu ngốc. Chúng ta phải lấy lại viên đá thiên hà đó. Gì vậy? Cái gì đó dạ? Không thể nào. Tiranodon, cảm ơn lần nữa vì viên đá thiên hà nha. Lần khác chúng ta lại tiếp tục chứ. Wow, nhìn thử đi. Mấy con chim đó rất là ngầu. Cậu giờ còn đùa được sao? Tiranodon, tại sao? Dino Junior. Roaring Sound.
nữa. Thôi, Barbara. Sao giờ lại đưa cái này cho ta? Coi như đây là quà tái ngộ của ta đi. Tặng ta con Dino sao? Ta chỉ cần mượn Dino Giza của ngươi thôi, nhưng đổi lại ngươi sẽ có viên đá thiên hà của bậc thầy Dino. Vậy thì tốt, nhưng làm sao ta tin lời ngươi được đây đắc nô? Ngươi không cần lo đâu, Barbara. Hey, Stea ra, chúng ta sẽ làm bạn mãi mãi nha. Cậu xem, bây giờ chúng ta chỉ giao pizza trong một nốt nhạc. Terranotron đã từng gặp nạn vì bảo vệ bầu trời của hành tinh chúng ta. Tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay Darkno? Rõ ràng nó đã trở thành một nô lệ khác của Darkno. Thật buồn quá đi. Đừng nói những lời đó. Mọi thứ không đơn giản như vậy đâu. Stera là bạn thân của tôi. Hả? Vậy sao? Anh sửa nhanh nha, bạn đồng hành của tôi đó. Dạ, tủ lạnh của anh sẽ ổn thôi. Tuyệt. Thiệt là tốt tính mà. Cái gì đây? Muốn gì cũng được. Bọn họ thì biết cái gì chứ? Kaya! Chuyện gì vậy? Sao lạnh quá vậy? Chuyện gì vậy? Gì nữa vậy? Dân cực là ai làm chuyện này? Có lẽ... ở bên đó, bạn thì còn lấy mòn đó. Là xuống đây nè. Được rồi, Tyranno, mau đi theo dấu băng nào. Dạ, cậu chủ. Hãy lấy lửa. Phải giúp họ thôi. Đó là cái tủ lạnh của tiệm bánh và viên đá thiên hà. Viên đá thiên hà đó giờ là của ta. Đắc đô. Người không thể thôi đều bám ta sao, Red? Red, mau hợp nhất. Được. Ha, dù báo khởi động. Tyranno biến hình. Ultra đi, gặp mũi siêu khủng. Chúng ta ngầu chưa nè? Bất lễ chúng. Ma mút băng giả. Hôm nay ta sẽ kết thúc mọi thứ. Có ba cộng với đá thiên hà đã làm cho con ma mút nâng cấp lên đó. Ma mút băng giá tấn công bằng nhà tạo khí lạnh từ vòi của nó. Được rồi, thử dùng lửa xem. Cú chém rực lửa. Khá lắm, nhưng e là không dễ vậy đâu. Tơ ra đu đôn. Ai đâu quen các ngươi không có cửa đâu. Bão tuyết băng giá. À,
Pteranodon đang gia tăng sức mạnh cùng với thế tấn công của Mammut. Tấn công! Nè, đừng! Ste ra! Ste ra! Cậu thấy mắt của Ste ra chuyển màu xanh không? Giống của con nhỏ đó đã làm cho người sao rộng sâu. Đừng quên chủ nhân của ngươi là ai. Hắn có viên đá thiên hà thay thế. Đó là cách hắn điều khiển Pteranodon. Akin, đáp nô, mau thôi đi. Ta nói không thì sao? Nerd, ngăn tình cãi kia lại. Không. Ôi không, mình không thể cứu cậu ấy. Khải à, nếu Petra thực sự là bạn của cô thì tuyệt đối đừng bao giờ từ bỏ hết. Red đã dạy tôi như thế đó. Cố lên Khải à, cô có thể làm được mà. Đánh thức Petra đi. Đúng rồi, chúng ta có thể làm cậu ấy nhớ lại đó. Nhớ lại sao? Khách, tôi cần nói chuyện với Stera. Lại đi. Stera. Hả? Kaya. Hả? Ta biết ngươi là đồ ngu nhưng đừng vậy. Đừng nói lời nhảm nhí nữa. Không. Cậu còn nhớ không? Là mình nè. Không được nghe. Ném cô ta đi. Hả? Chúng ta là bạn mà. Chúng ta vẫn luôn là bạn mà. Mình nghĩ là nó ngưng tấn công chị ấy rồi. Khi anh đã lay động Stella. Hả? Cậu nhớ ra mình sao? Hả? Nè. Chương báo của Akan có thể nâng cấp. Hả? Mình? Đi hoàng đế siêu đẳng. Cùng với bản nâng cấp này, nó có thể hợp nhất với Pteranodon. Được rồi, hợp nhất thôi. Sau đó, chúng ta sẽ đánh bại hắn. Cố lên nào. Chuông báo khởi động. Ceratol biến hình. Long vĩ đại hợp nhất, Dino hợp nhất. Đi hoàng đế siêu đẳng. Quá, đi siêu đẳng này quá tuyệt vời. Petra, ngươi làm việc cho ta. Đối cánh Petra, ngươi đúng là kẻ cứng đầu. Đi sáng. Đi sáng cũng được nâng cấp trời. Hả? Con dài nô đó là của ta. Ta sẽ không nghĩ như vậy đâu. Lên nào. Dám coi thường ta hả? Địa plasma.
Wow, giống con chim vậy. Chắc là khủng long chim hả? Cần đi hoàng đế siêu đẳng đón hầu. Ghê luôn, tuyệt lắm. Chúng ta đã làm được rồi. Dagno, Padra, Cosmosaurus, chúng thua rồi. Chúng ta làm được, ai chịu thế túi nào? Các người cứ việc ăn mừng đi, hành tinh này sẽ sớm thuộc về ta thôi. Xem ra bậc thầy đã nô ngày càng lợi hại rồi. Ngươi được lắm đắc nô. Đã tới lúc ta phải ra tay xử lý tất cả bọn chúng. Magic in our secret recipe. We